lịch sử dường như khiến chúng ta tin rằng bầu trời đêm là vĩnh hằng và bất biến. Trên thực tế, những người đi biển đã xác định phương hướng dựa trên các ngôi sao cố định trong nhiều thế kỷ, và chúng ta vẫn ngắm nhìn các chòm sao với hình tượng anh hùng và quái vật qua hàng thiên niên kỷ. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta quan sát kỹ hơn chút nữa? Sẽ ra sao nếu bầu trời đêm thực sự đang thay đổi? Tiến sĩ Beatrice Villarroel hiện đang nghiên cứu tại Viện Vật lý Lý thuyết Bắc Âu ở Stockholm, Thụy Điển. Cô từng có một ý tưởng khá thú vị rằng đã có ai đã kiểm chứng xem toàn bộ các ngôi sao trên bầu trời vẫn ở đó hay có cái nào đã biến mất không? Sau khi lấy bằng tiến sĩ, cô Beatrice đã bắt đầu đi tìm đáp án cho câu hỏi trên, lập ra dự án xác định các nguồn sáng biến mất và hiện ra trong một thế kỷ quan sát, viết tắt là VASCO. Cô đã phối hợp với một nhóm khoảng 20 nhà thiên văn học và vật lý thiên văn, dùng phần mềm để so sánh một loạt các hình ảnh vũ trụ của Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ, USNO, bắt đầu từ năm 1949 và hình ảnh của kính thiên văn Pan-STARRS, giai đoạn từ 2010 đến 2014. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã dùng phần mềm để phân tích tổng cộng khoảng 600 triệu nguồn sáng trong cả hai bộ dữ liệu và ban đầu xác định khoảng 150.000 đối tượng có thể đã biến mất. Họ lại so sánh chéo với các bộ dữ liệu khác và chọn ra các đối tượng đặc biệt có khả năng cao, thu gọn lại còn 24.000 trường hợp. Cuối cùng, họ xem xét chi tiết từng trường hợp trên, xem chúng là nguồn sáng thực sự trong vũ trụ hay chỉ là sai sót khi chụp ảnh. Sau nhiều năm làm việc nghiêm túc, nhóm đã công bố những kết quả đầu tiên trên tạp chí Astronomical rằng có ít nhất 100 chấm sáng xuất hiện trên bầu trời vào giữa thế kỷ 20 có thể đã vụt tắt. Các nguồn ánh sáng biến mất đại diện cho những chớp sáng ngắn ngủi trong đêm cũng có thể là sự biến mất của một thiên thể lâu đời chúng ta vẫn chưa xác nhận được. Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng, tuy những phát hiện ban đầu này chỉ ra các hiện tượng tự nhiên một cách rõ ràng, họ hy vọng kết quả thu được trong tương lai sẽ giúp ích cho ngành thiên văn học và việc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất SETI. Cô Beatrice Villarroel cho biết, VASCO là sự kết hợp của dự án SETI và dự án vật lý thiên văn thông thường. Ngay cả khi tiến hành dự án SETI, chúng tôi cũng quan tâm đến việc công bố các kết quả khác mà mình phát hiện trong quá trình thực hiện. Khi các ngôi sao khối lượng lớn kết thúc vòng đời, chúng phát ra vụ nổ siêu tân tinh chói lòa mang theo năng lượng cực lớn, một sự kiện thiên văn học tức thời rất dễ quan sát. Sự kiện này tạo ra một ngôi sao mới, trước khi dần phai mờ trong vài tuần đến vài tháng. Các nhà thiên văn học Trung Quốc đã ghi nhận lần đầu tiên hiện tượng siêu tân tinh cách đây hơn 1.800 năm. Nhưng chúng ta cần lời giải thích rõ ràng hơn về hiện tượng một ngôi sao hoặc thiên hà đang lặng lẽ tan vào trong màn đêm. Trong 100 ngôi sao đã biến mất, có thể là do chúng đã kết thúc vòng đời theo cách khác lạ, hoặc nếu trí tưởng tượng của chúng ta bay xa hơn, cũng có thể một nền văn minh tiên tiến đã phủ kín ngôi sao bằng các tấm thu năng lượng. Cô Villarroel cho rằng, nếu đi tìm người ngoài hành tinh, thì có lẽ chúng ta nên tập trung vào những hiện tượng ngôi sao biến mất kỳ lạ như vậy. Những người đam mê SETI từ lâu đã suy đoán về các nền văn minh ngoài hành tinh với sức mạnh kỹ thuật cực cao, có thể xây dựng các siêu công trình để thu được tất cả ánh sáng phát ra từ một ngôi sao, che chắn nó khỏi tầm nhìn của chúng ta. Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại những lời giải thích tự nhiên, chẳng hạn như cái gọi là sao khổng lồ đỏ khi kết thúc vòng đời sẽ không phát nổ thành siêu tân tinh mà sụp đổ trực tiếp vào lõi tạo thành một lỗ đen. Nhưng những cái chết không do nổ này được cho là khá hiếm, vì vậy nếu chúng xảy ra nhiều lần thì lời giải thích trên dường như không thuyết phục. Ngoài ra, cô Villarroel một lần nữa khẳng định rằng còn quá sớm để bắt đầu mơ mộng về người ngoài hành tinh. Ngoài việc tiếp tục nghiên cứu hàng trăm nguồn sáng mất tích, các nhà thiên văn học tại VASCO còn có kế hoạch thực hiện một dự án khoa học công dân Citizen Science Project, nơi bất kỳ ai quan tâm có thể giúp họ tìm kiếm các nguồn sáng bị mất còn lại. Theo ước tính rằng, có hàng trăm nguồn sáng biến mất vẫn chưa được phát hiện. Kính thiên văn khảo sát tổng quát lớn, LSST, trong tương lai sẽ quét bầu trời cứ vài đêm một lần, trong đó đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các vật thể chớp nhoáng. Nhưng đối với các nhà nghiên cứu tại VASCO thì điều này dường như quá xa xôi bởi họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thiên hà ẩn tuyệt đẹp gần dải ngân hà. Nếu không có tất cả các vật chất giữa các vì sao cản trở, IC342 sẽ là một trong những thiên hà sáng nhất trên bầu trời.
Kính viễn vọng không gian Hubble mới đây đã ghi lại hình ảnh của thiên hà xoắn ốc IC342, còn được gọi là Conwell 5. Theo NASA, các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc quan sát thiên hà này do các chướng ngại vật trong vũ trụ. Do kích thước và độ sáng thực tế cùng vị trí của IC342 nằm ở khu vực bụi khiến việc quan sát trở nên khó khăn, nó có biệt danh là thiên hà ẩn. NASA cho biết, thiên hà này xuất hiện gần đường xích đạo của đĩa giải ngân hà, nơi chứa nhiều khí vũ trụ dày đặc, bụi vũ trụ và các ngôi sao phát sáng che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Ở một mức độ nhất định, Hubble có thể nhìn xuyên qua các mảnh vỡ do kính thiên văn có khả năng hồng ngoại. Ánh sáng hồng ngoại ít bị phân tán bởi bụi vũ trụ và cho phép nhìn rõ hơn thiên hà ở phía sau vật chất giữa các vì sao. NASA mô tả về bức ảnh của thiên hà IC342. Khung cảnh lấp lánh, trực diện của trung tâm thiên hà hiển thị các bụi vũ trụ đan xen nhau và quấn quanh lõi của khí nóng và các ngôi sao rực rỡ. Lõi này là một loại vùng nguyên tử hydro đã bị ion hóa. Những vùng như vậy là nơi sinh ra năng lượng của các ngôi sao, nơi hàng nghìn ngôi sao có thể hình thành trong vài triệu năm. Theo NASA, thiên hà IC342 sẽ là một trong những thiên hà sáng nhất trên bầu trời của chúng ta nếu không có quá nhiều bụi vũ trụ cản đường. IC342 cũng tương đối gần về mặt thiên hà, chỉ cách trái đất 11 triệu năm ánh sáng. Nó có kích thước tương đối lớn với đường kính bằng một nửa dải ngân hà. Ngôi sao lớn nhất dải ngân hà đang chết dần. Các nhà thiên văn học tại Đại học Arizona, Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về ngôi sao Vicanis Maroris, được coi là ngôi sao lớn nhất dải ngân hà. Theo Science Alert, dữ liệu thu được gần nhất cho thấy nhiều khả năng ngôi sao sẽ sụp đổ và biến thành một lỗ đen. Trước đó, các nhà khoa học từng cho rằng ngôi sao sẽ phình to và gây ra một vụ nổ siêu tân tinh giống như các sao đỏ khổng lồ cùng loại trước khi dừng hoạt động. Vicanis Maroris có đường kính lớn gấp 10 đến 15 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Ngôi sao này nằm cách trái đất chỉ khoảng 3.009 năm ánh sáng. Bởi kích thước khổng lồ của ngôi sao, trong khi khoảng cách đến trái đất tương đối gần, Vicanis Maroris là đối tượng nghiên cứu hoàn hảo cho các nhà thiên văn học. Với việc thu được các dữ liệu theo dõi thuận lợi, các nhà thiên văn học có thể nhìn thấy chính xác bề mặt phức tạp của ngôi sao. Một trong những quá trình cơ bản trong cái chết của một ngôi sao là suy giảm khối lượng. Hiện tượng đặc trưng này xảy ra khi khí và bụi bị thổi ra bên ngoài quang khuyển của ngôi sao. Các nhà khoa học đang thu thập sóng radio của vật chất phóng từ Vicanis Maroris vào vũ trụ và quá trình thu thập dữ liệu hiện vẫn đang tiếp tục.